Xin chân thành cảm ơn quý khán giả văn giữ băng tầng 57.3, 16.10 cũng như băng tầng 26.9 của chúng tôi để theo dõi chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay. Và xin mời quý vị nhớ đón coi tất cả những chương trình mà chúng tôi upload ở trên nhớ share cho mọi người cùng coi nha cảm ơn quý vị rất nhiều và kính thưa quý khán giả chương trình này hân hạnh được bảo trợ ở bởi ở các cơ sở thương mại như sau chính là ya amava resort and casino at Summer à, rất là gần với lại orange county của mình chỉ cách một tiếng lái xe thôi cho con đường quý vị đi big bear à, và có nhà gọi là buffet ở đây để phục vụ cho quý vị và rất là hấp dẫn nha quý vị nha thứ tư thứ năm có lobster tha hồ cho quý vị thưởng thức kính mời quý khán giả nhớ ủng hộ cho ya amava resort and casino at Tiếp đến nữa là Eli Japan. Kính thưa quý vị, Eli Japan tọa lạc ngay trong khu Lily Bakery ở trên đường Bonsa với lại 100% các sản phẩm sản xuất tại Nhật Bản. Kính mong quý khán giả nhớ ủng hộ cho Eli Japan. Quý vị mua 250 đồng trở lên sẽ được free shipping. Và kính thưa quý vị, sau đây vẫn là những bản tin mà chúng tôi gửi đến cho quý khán giả trong buổi tối ngày hôm nay. Kính mong quý vị tiếp tục theo dõi. Và uh, 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 kính thưa quý vị, tiếp theo cùng với lại tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng thưa anh. Dạ vâng, uh, tại Ấn Độ hiện nay rất là căng thẳng vì trang phục Hồi giáo của một nữ sinh viên đội khăn trùm đầu Hijaz của đạo hồi đã trở thành một biểu tượng phản kháng ở tại cái bang là Karnataka, nơi mà căng thẳng leo thang vì trang phục tôn giáo. Kính thưa quý vị, Muskan Khan theo đạo hồi đang trên đường đi nộp bài tập cho giáo viên ở thành phố Mandia thì bị một nhóm đàn ông theo đạo hồi, theo đạo Hindu đã quấy rối nhóm này choàng khang quàng cổ màu hoa nghề Tây, màu tượng trưng cho đảng Jata Janata, đảng Ấn Độ. Họ quý sáo khi cô đi ngang qua sân trường, yêu cầu khan cởi hijas, khăn trùm đầu và vai của phụ nữ Hồi giáo. Nhưng cô đã không chịu hành động như vậy. Và điều này đã khiến cho tất cả những cái sự kiện mà những người đã dơ nắm đấm lên trời để đối đầu với sự căng thẳng tôn giáo. Đây là một sự kiện mà các nữ sinh ở tại ngôi trường này đã bị những cái sự tấn công về đặc biệt. Đó là những cái vấn đề mà vì cái vấn đề chủng tộc và vấn đề tôn giáo đã trở thành một cái sự phản kháng. Nhóm nữ sinh yêu cầu tòa án cấp cao của bang dỡ bỏ lệnh cấm của trường khiến cho học sinh cánh hữu theo đạo Hindu phản đối. Tòa án đã chuyển đơn kiện tới hội đồng thẩm phán cao hơn, nhưng chưa có ấn định ngày giờ để mà xét xử cái vụ này. Các nhà hoạt động cho rằng lầm xùm quanh vụ Hijaz cho thấy xu hướng cộng đồng người Hồi giáo thiểu số đang ngày càng bị nhắm trở thành mục tiêu của đảng BGB của Thủ tướng Narendra Modi lên cầm quyền gần 8 năm trước. Họ lập luận rằng động thái chối bỏ quyền để mà quàng khăn trùm đầu của phụ nữ hồi giáo là tượng trưng cho thái độ từ chối tự do tôn giáo của chính phủ và đi ngược lại quy định trong hiến pháp. Thưa quý vị, sự kiện này nó đã trở thành một cái sự kiện âm ỉ từ trước đến nay. Tuy nhiên, giữa Hindu và hồi giáo vẫn là những cái thế lực mà bất phân chiến bại ở tại Ấn Độ cho nên cái sự kiện này nó có thể là manh nha cho một cái sự tranh đấu dai dẳng và đi đến bạo động chứ không phải dễ dàng như chúng ta nghĩ. Trở lại với cô Mỹ Linh. Và dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và kính thưa quý khán giả tiếp đến nữa là bản tin liên quan đến việc tòa bạch ốc cho biết Nga có thể tấn công áp trong trường hợp mà tổ chức một cuộc xâm lược. Tòa bạch ốc vào ngày thứ sáu cảnh báo một cuộc xâm lược mà Nga có thể thực hiện vào Ukraine có. Quân sự thẳng vào thủ đô Kiev, Cố vấn An ninh Quốc gia ông Jack Sullivan đã nói với các phóng viên ngay tại Tòa Bà Đốc trong cuộc họp báo đặc biệt ngày hôm nay Chúng tôi có thể nói rằng à, có nhiều hình thức khác nhau, nhưng tôi muốn nói rõ rằng. Hình cuộc tấn công sẽ nhanh chóng tiến vào thủ đô Kiev à, và ông Sullivan nói thêm đó là một đường tấn công có thể xảy ra mà lực lượng của Nga có thể lựa chọn để thực hiện. Họ cũng có thể lựa chọn di chuyển vào các khu vực khác của Ukraine. Một cuộc tấn công vào Kiev có thể gây thiệt hại cho Ukraine. Đây là nơi đặt trụ sở của chính phủ Ukraine là thành phố đông dân nhất với gần 3 triệu người. Ông Sullivan cũng cho biết là chưa biết các quan chức có thể, họ chưa có rõ ràng để xác định được ông Putin có quyết định xâm lược Ukraine hay không. Nhưng thông tin tình báo cho thấy Moscow đã sẵn sàng lực lượng ngay tại biên giới Kyrgyz Ukraine để có thể xâm lược khi mà Thế vận hội mùa đông kết thúc vào ngày 20 tháng 2 sắp tới đây. Các quan chức của chính quyền Tổng thống Biden trong nhiều tuần nay đã giống lên hồi chuông cảnh báo và đã sẵn sàng để mà gọi là đưa đến đồng minh giống như đã đưa quân đội đến Ba Lan rồi cũng như là đưa đến Anh Đức để mà gọi là bài binh bố trận và cũng như là sẵn sàng nói chuyện với các đồng minh đặc biệt là các đồng minh NATO để mà sẵn sàng cho một cái cuộc chiến nếu như mà Nga thực hiện Tuy nhiên bên phía Nga thì vẫn bình chân như vậy Không nói không rằng không gì cả Dù rằng là bao nhiêu tin tức đều đổ dồn về phía mình Nhưng mà ông Vladimir Putin vẫn im rằng dạ cái im im này là sống ngầm mà không biết là nó có đổ ập xuống hay không thì mình không biết hoặc là có thể nó sẽ rút đi hoặc là có thể đổ ập xuống cho nên là đến bây giờ thì mọi thứ vẫn còn đang rất là hồi hộp kính thưa quý vị quay trở lại với tiến sĩ Ngôn hồng dũng thịnh dạ vâng kính thưa quý vị một bản tin nói về một điệp viên đã gây thiệt hại nặng nề cho fbi điệp viên đã gây nặng nề cho fbi trong suốt 20 năm đó là robert hansen đã cung cấp tin tức cho tình báo liên xô để đổi lấy hơn một triệu đô la khiến cho FBI đã thiệt hại hơn 7 triệu đô la và mất nhiều tin đặc biệt về tình báo. Trước khi gia nhập Cục Điều tra Liên bang của Hoa Kỳ FBI, Robert Hansen được cho là đã phải trải qua nhiều tổn thương thời thơ ấu do bị người cha tên là Howard coi thường, áp bức và mắng mỏ đến tận lúc lên đại học. Lớn lên ở Chicago, Hansen theo học Đại học North ở tại nơi đây và nhận bàn hóa học vào năm 1966. Tuy nhiên, đam mê đích thực của Hansen là mặt mã, radio và các thiết bị công nghệ. Ông còn tham gia các lớp tiếng Nga trong thời gian học đại học với mong ước một ngày nào đó sẽ có thể bắt được những gián điệp liên xô. Dù có đam mê rõ ràng và ngành cơ khí, Hansen vẫn đáp ứng nguyện vọng của cha bằng cách theo học trường nha khoa. Một thời gian ngắn, Trước khi kết hôn với Fernanda Wasser, sau đó ông làm nghề kế toán trước khi nộp hồ sơ xin làm việc tại sở cảnh sát Chicago năm 1972. Hansen nhanh chóng được tuyển làm nhân viên trong bộ phận điều tra nội bộ và Hansen đã cảm thấy đây là công việc thú vị nhưng dần dần trở nên chán nản và vì vậy mà ông đã nộp đơn vào FBI và chính khi ông trở thành FBI thì do những vấn đề mà bên phía của FBI của 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 dân điệp Nga đã gài người như thế nào rồi cuối cùng ông đã phải lấy một số tiền lớn và được mua chuộc chính điều này đã trở thành một cái điểm mà khiến cho ông đã phải cung cấp tin tức cho Liên Xô và vì vậy mà ông đã phải bị một cái thời gian tù đầy rất là nặng và bây giờ thì thưa quý vị có lẽ ông này ở tù một gông theo như cái câu mà người ta nói bởi vì làm những cái công việc này nó rất là nguy hiểm mà tham tiền trong lúc này thì đó là một cái điều mà chắc chắn ông Robert Hassan khó mà thoát khỏi trong cái cuộc đời này ra khỏi nhà đá trở lại với cô Mỹ Linh Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Kính thưa quý vị, tiếp đến nữa là bản tin liên quan đến công ty Pfizer và BioNTech đã phải trì hoãn yêu cầu của FDA về vaccine cho trẻ em dưới 5 tuổi. Pfizer và BioNTech vào ngày hôm nay cho biết họ đang trì hoãn tất cả các yêu cầu của cơ quan điều hành thực phẩm và dược phẩm FDA để mà cấp phép cho vaccine coronavirus cho trẻ em dưới 5 tuổi vì không có đủ dữ liệu về các kết quả của liều thứ ba đối với các em. FDA cũng cho biết một cuộc họp của bang cố vấn dự kiến vào tuần tới để mà coi thử là cái thuốc nó sẽ hiệu quả như thế nào để mà họp bàn cũng như là sẽ đưa ra những ý kiến cho FDA thì nó cũng đã bị trì hoãn và cho đến nay thì fda cũng cho biết trong một bản tường trình giờ dựa trên những cái đánh giá khách quan và nhanh chóng của chúng tôi thì có thể cần phải có thêm thời gian để mà có những dữ liệu thêm nữa và chúng tôi tin rằng thông tin mà có thêm đó liên quan đến việc đánh giá liên tục liều thứ ba có được coi là một phần trong quá trình đưa ra quyết định của chúng tôi về việc cho phép là các em dưới 5 tuổi được tiêm vaccine COVID-19 cho mũi booster. Quyết định kéo dài thời gian gửi dữ liệu và trì hoãn. Ở cuộc họp của ban cố vấn đã đẩy lùi thời hạn cho phép vaccine COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi. Đây là một đòn giám mạnh vào các bậc cha mẹ có con nhỏ. Và các công ty cho biết họ không mong đợi và có sẵn dữ liệu bảo vệ cho cái mũi booster vào đầu tháng 4. Họ cần phải có nhiều thời gian hơn nữa. Pfizer cho biết là các ca bệnh đã tiếp tục đang được nghiên cứu và cần phải có thêm nhiều con số nữa và cần có nhiều dữ liệu hơn để tạo ra những tỷ lệ gọi là nhiễm bệnh cũng như là bệnh tật vẫn ở mức cao ở trong trẻ em ở độ tuổi dưới 5 tuổi, đặc biệt là do được tăng Omicron gần đây. Pfizer đầu tháng này cũng cho biết họ đã bắt đầu nộp đơn để xin phép sử dụng khẩn cấp vaccine của mình cho trẻ em từ 6 tháng cho đến 4 tuổi. Nhưng mà mặc dù công ty này cho biết ở cuối cùng cũng sẽ đến cần cái mũi booster, nhưng mà À, những ứng dụng này chỉ dành cho là đã đã tiêm đủ hai liều và thời điểm đó thì Pfizer cho biết họ đang áp dụng trước khi có tất cả các dữ liệu sẵn có theo yêu cầu của FDA vì vậy mà quá trình cho phép hai um, hai liều thuốc có thể được bắt đầu tuy nhiên cái mũi booster thì họ cần phải xem xét lại và điều này thì cũng làm cho các bậc phụ huynh lo lắng họ cũng mong muốn là con của mình nó sẽ được chích ngừa nhất là khi mà đã chích mũi thứ hai thì qua tới sáu bảy tháng rồi thì có thể là cái khả năng mà mà gọi là chống lại virus đã giảm đi rất là nhiều cho nên các em cần phải có mũi booster tuy nhiên là cần phải có nhiều dữ liệu hơn để cho biết thật sự cái mũi booster nó có cần thiết cho trẻ em hay không nhất là các trẻ quá nhỏ và nó có tốt cho các em hay không thì đó là điều mà Pfizer đang gọi là lo lắng kính thưa quý vị và quay trở lại với tiến sĩ Ngôn Hồng Dũng Thanh À, thưa quý cô là thật ra đấy, thì các em nhỏ đó nếu mà nó không có bị những cái trường hợp mà nguy hiểm thì tôi nghĩ rằng nó cũng không nên chích những cái loại thuốc này bởi vì nó cũng rất là nặng và có thể mình không biết được trong cái tương lai như thế nào nếu mà chích trong cái lúc mà nó quá sớm với những cái cơ phận của nó chưa có đầy đủ thì chúng tôi e ngại rằng cái vấn đề chích thuốc cho các em à, dưới 5 tuổi nó sẽ có những cái phản ứng phụ sau này. Thì điều đó chắc chắn rằng không ai mong muốn và các bậc cha mẹ thì cần phải nghiên cứu một cách kỹ lưỡng hơn để làm thế nào mà có được những cái điều tốt nhất cho con em của chúng ta. Bởi vì như chúng tôi biết rằng có những cái loại thuốc mà chích cho trẻ em dưới 5 tuổi nó phải qua một cái giai đoạn nghiên cứu kỹ lắm chứ còn nếu không á, thì con em của chúng ta nó sẽ bị những cái phản ứng rất là nguy hiểm. Và kính thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị cứ tiếp tục theo dõi băng tầng 57. 16.10 và 26.9 để tiếp tục nghe những bản tường trình tin buổi tối và kính chúc quý vị tiếp tục theo dõi.